Đó, hay cho Tâm rồi. Trời ơi. Xin mời các bạn đến với set đấu thứ ba các bạn. Đây là cuộc đấu giữa bộ 4 của Văn Trà phía bên đây lưới và bộ 4 của Minh Gò Dầu phía bên kia lưới các bạn. Set 3 này đánh 11 điểm nha các bạn. Đây là sân bóng chuyền cao su 2 của anh MC Hoàng Lắm ở trắng bàn Tây Ninh nha các bạn. Phía bên bộ 4 Minh Gò Dầu phá bóng trước. Quốc trưởng lọt trắng luôn. Quá tốt cho quốc trưởng. Điểm đầu tiên cho phía bên Văn Trà. 1-0. Quá tốt. Và phá bóng ăn điểm trực tiếp của Hoài các bạn. Điểm 2-0. Vẫn còn phản công. Quá lố. Tiếp tục. Quá tốt cho bạn quốc trưởng. Điểm số được tiếp tục nâng lên các bạn. Hiện tại điểm 3-0. Vẫn còn, quá tốt rồi. Quốc trưởng. Quá hay cho những nỗ lực cứu bóng của phía bên Văn Trà. Điểm 4-0. Khoảng cách bây giờ là 4 điểm rồi. Lợi thế dẫn điểm đang thuộc về phía bên Văn Trà. Thì đang thời bốc với game chia sẻ anh. Tiếp tục điểm số hiện tại là 4-0 nghiêng về phía bên Văn Trà nha các bạn. Vẫn còn. Quá hay. Quá tốt. Những nỗ lực cứu bóng quá hay ở phía bên đội Văn Trà rồi. Điểm số tiếp tục được nâng lên 5-0 cho Văn Trà. Ở set thứ 3 này thì bên bộ 4 của Miên bắt nhịp hơi chậm nha mày. Miên. Đó là pha cắt bóng của Miên rồi dầu. Điểm 1-5. Vẫn trả. Vẫn còn. Điểm cho phía bên Miên Gò Dầu 2-5. Rồi lần này thì quốc trưởng không qua nữa, dàn trắng của phía bên Khổng Lồ rồi. Điểm số được rút ngắn cho phía bên Miên Gò Dầu 3-5. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là 2 điểm. Set 3 này căng thẳng quá các bạn ơi. Hai đội đã dùng tới lượt hỏi ý rồi. Tiếp tục điểm số hiện tại là 3-5. Phía bên Miên Gò Dầu phát bóng.
quốc trưởng dẫn con. Đó, khéo của Văn Trà vào bóng cuối sân. Điểm 6-3. Số 3 đánh 11 điểm nên 6 điểm đổi sân nha các bạn. Vẫn còn Quảng Công, quá hay cho Tâm à. Ngay tầm của quốc trưởng luôn. Điểm cho Văn Trà 7-3. Vẫn còn, quá hay cho Hoài rồi. Trời ơi. Và cái bóng lạnh lùng của Khổng Lồ. Rút ngắn tỷ số còn 4-7. Trời ơi. Quá đáng tiếc, và đội bóng vừa rồi thì quốc trưởng để chậm lưới. Điểm cho phía bên Miên Gò Dọc 5-7. Bỏ bóng tốt. Điểm cho phía bên Văn Trà 8-5. Trời biên quá. À, không hiểu ý giữa Khổng Lồ và Trâu à. Điểm tiếp tục được nâng lên cho phía bên Văn Trà 9-5. Đội bóng tốt, điểm cho phía bên Miên Gò Dọc 6-9. Còn điểm cho phía bên Văn Trà 10-6. Kết thúc xét đấu, phía bên Văn Trà thắng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.